Yên Tử, hành trình trở về nguồn. Trăm năm tích đức tu hành, chưa về Yên Tử, chưa thành quả tu. Yên Tử, nơi đất trời giao hòa, gió mây vấn vương, như dòng trầu hồ cuộc. Nơi có vị vua, hóa Phật. Yên Tử, nơi kết hợp hài hòa giữa chiều sâu của lịch sử với cảnh đẹp kỳ bí của thiên nhiên, ẩn chứa những thông tin về quá khứ, con người và thời đại. Có thể nói, giá trị của Yên Tử là tổng hòa của văn hóa lịch sử gắn kết với tâm linh và thiên nhiên. Giá trị về văn hóa lịch sử. Về Yên Tử, ta về với một vùng văn hóa còn lưu giữ những giá trị cao quý về lịch sử, về văn hóa, về văn minh qua các thời đại. Đây là nơi ra đời thiền phái Trúc Lâm do Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông sáng lập. Trên cơ sở tiếp thu và kế thừa những tinh hoa của Phật giáo Ấn Độ, Phật giáo Trung Hoa, một dòng thiền nhập thế mang đậm bản sắc dân tộc. Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử chỉ ra rằng Phật ở ngay trong tâm mình, không phải ở đâu xa trên cõi trời xa xôi, không hẹn kiếp khác. Đức Phật chỉ là người thầy dẫn đường, không phải là thánh thần ban phước hoặc giám họa. Nếu để cho tâm mình an định, sáng suốt, buông mọi vọng niệm, tham sân si, để sống với bản thân an nhiên, thanh tịnh, thì trí sáng, tuệ giác phát sinh, vô minh phủi sạch, khổ đau chấm dứt, sẽ giác ngộ thành Phật. Phật chính là mình, không phải cầu tìm ở bên ngoài. Với quan điểm ấy, thiền phái Trúc Lâm thực sự lấy con người làm gốc, tôn trọng và đề cao giá trị của con người. Thực hành thập thiện theo chủ trương của thiền phái Trúc Lâm đã trở thành chuẩn mực đạo đức. Thiền phái Trúc Lâm đã trở thành nền tảng tư tưởng và đạo đức của một giai đoạn hoàng kim thời Trần ở Việt Nam. Dấu tích văn hóa lịch sử hiện ở Yên Tử là hàng trăm ngôi tháp thờ Xá Lợi Thiền Sư, hàng chục nền móng chùa tam thờ Trần Lê phía dưới những ngôi chùa được phục dựng, hàng nghìn di vật cổ, tượng, chuông, bia đá, ngói, gạch, vân vân, với những họa tiết, hoa văn, kiến trúc độc đáo và sáng tạo. Về với Yên Tử, ta như lạc vào một miền cổ tích với những huyền thoại, truyền thuyết về ông vua hóa Phật, về cõi thiêng Yên Tử. Một số công trình ở đây có giá trị kỷ lục: chùa Đồng, bảo tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Giá trị về tâm linh, khi về Yên Tử, ta về với cõi tiên, cõi Phật, nơi con người tu thành Phật, thành tiên. Yên Tử, nơi ông vua hiện Phật. Đức Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông 1258-1308 là vua ở tuổi 20. Sau khi tập hợp sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc hai lần, năm 1285 và năm 1288, đánh giặc Nguyên Mông, đội quân hùng mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ, ngài thực hiện thành công công cuộc hòa giải, xây dựng đất nước Đại Việt thịnh vượng. Từ bỏ ngôi vua ở tuổi 35, ngài về hành cung Vũ Lâm, rồi lên Yên Tử tu khổ hạnh. Từ chức vị cao sang của nhà vua, vua Trần trở về ngôi tôn quý của nhà Phật. Ngài mất ở An Ngọa Vân trên dãy Yên Tử, ngôi tháp vượt qua ở Xá Lợi của ngài. Về Yên Tử, ta về với nơi đất phúc địa linh, nơi hội tụ khí thiêng sương núi, được người xưa tôn kính ghi vào điển thờ. Nhiều người tin, nhưng quả đồi
lâu đời như Yên Tử, Phú Sĩ Nhật Bản, Y Lã, Lạp Sơn, Tây Tạng đều có lực từ trường rất lớn và tăng thêm lực cho lòng nhân điện trong thân thể những người ngồi thiền luyện thân trên núi đó. Giá trị về thiên nhiên, về Yên Tử là về với núi rừng vùng đất Bắc của Tổ quốc, rừng núi hiểm trở, muôn dải núi được trầu Yên Tử, ngọn cao nhất là 1068 m, được rừng đại ngàn che phủ, cây mận xanh vênh trên vách đá, thấp thoáng những ngôi chùa cổ, dư phong, thác đổ xuống ghen, đẹp như những bức tranh minh họa. Về Yên Tử đỉnh núi và lưu dấu tích kiến tạo của vỏ trái đất cách đây cả triệu năm, trong đó có mộ than rất lớn, rừng tự nhiên lưu giữ nhiều gen động vật và thực vật quý hiếm như những loài động vật có xương sống, sóc bay lớn, vỏ mũi hách, ếch a, ếch gai, hạt lạc cá sấu, rồi loài thực vật có táo mật, lim xanh, lan hoa, là hán rừng, mù vương kim giang, đến những hàng tùng cây đào, vườn cây hoa quả để người xưa trồng đã hơn 700 năm, rừng trúc bạt ngàn vạt mai vàng nhuộm, hoa cúc hoa nở rộ trước sân chùa, sau bữa cơm long bồ bồn thường xuất hiện đến các dòng suối, cảnh sắc thiên nhiên thay đổi bốn mùa. Về Yên Tử, nơi trời, đất và con người hòa đồng thành một thể. Chúng ta đi trên những nẻo đường người xưa đã từng đi, tự nâng mình lên sau mỗi bước thượng sơn, thu vào mắt cả giang sơn và vũ trụ. Mời các bạn cùng tham quan Yên Tử cùng với ký sự di sản UNESCO.
ta không đàn sống chung với đời tình đạo Phật. Bỏ đi trước rồi. Vui quá. Bây giờ anh em còn 700 mét nữa đi.